phần ví dụ này mình nhìn thấy cái phần example này nhá example là ví dụ nhá khi mình kích vào đây một cái này đấy. thì nó sẽ có cái phần giải thích giải thích ở đây và nó có hai cái ví dụ ở đây thế mình ừ, ok đấy thì khi khi mà chúng ta mở lên nhá thì nó sẽ ra một cái màn hình như thế này đấy và lúc này tôi nói với các bạn là, là tôi sẽ nói cho các bạn lý do vì sao mà chúng ta nên sử dụng cái phần mềm này vì cái phần mềm này là cái phần mềm mà chúng ta thấy ở đây này nó có các cái 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 tên của các cái cái vấn đề nghiên cứu rất là rõ ràng ví dụ như ở đây này là ước tính một tỷ lệ của quần thể với độ chính xác là tuyệt đối cái này là gì ước tính tỷ lệ quần thể đối với độ chính xác là tương đối đúng không tức là mình muốn xác định một cái vấn đề gì gì đó trong quần thể đấy đúng không đấy thế thì khi mà chúng ta vào đây thì chúng ta có thể kích vào cái phần estimate này một cái này Đấy thì nó sẽ cho chúng ta một cái một cái bảng như thế này. Và chúng ta đưa các cái thông số vào đây và nó sẽ tính cho chúng ta cỡ mẫu ở đây. Và có một cái hay mà tôi khuyên các bạn dùng bởi vì sao? Chúng ta nhìn thấy ở dưới này này. Nó có phải là gì? Nó có cái nó có cái cái công thức mẫu ở dưới này đúng không? Đúng không? Thế thì các thầy hỏi là dùng công thức mẫu nào thì mình sẽ đưa cái công thức mẫu này ra. Đấy thì rõ ràng là các thầy sẽ chịu rồi, đúng không? Đấy chứ còn nếu mà chúng ta dùng các cái phần mềm khác mà nó nó ẩn cái công thức tính cơ mẫu thì mình không biết cái nào thì nó sẽ tự nhiên là gì là mình sẽ khó cho mình đấy là cái lý do vì sao mà tôi khuyên các bạn dùng cái này nó rất là đơn giản rất là dễ thế thì để mà ước tính cơ mẫu thì chúng ta dùng cái công thức này công thức này rất là quen thuộc rồi đúng không công thức này hầu hết ai đi học cũng đều biết cái chuyện này thế tất nhiên là có một số bạn làm các nghiên cứu phức tạp hơn thì không dùng sử dụng cái cái công thức mẫu này sử dụng các cái công thức mẫu khác thế nhưng mà cái này là cái cơ bản nhất rồi và giả sử như là chúng ta muốn nghiên cứu về cái à, gì nhỉ, một cái biến chứng, một cái tỷ lệ biến chứng, muốn xác định tỷ lệ biến chứng ở trên những cái bệnh nhân mà mắc đái tháo đường chẳng hạn đúng không, là biến chứng. Thế thì giả sử như là mình à, thăm dò các cái, dùng các cái nghiên cứu trước, đọc các cái tài liệu trước, mình thấy cái tỷ lệ này nó khoảng là 10% chẳng hạn đúng không, 10%. Thì mình sẽ đánh ở đây là gì, là 0.1, 0.1 là tương đương với 10%. Và mình cái D này này là cái độ chính xác tuyệt đối thì độ chính xác tuyệt đối thì mình sẽ lấy uh, gọi là cao nhất là 0,1 còn lại là thấp nhất là 0,01 còn bình thường thì mình sẽ lấy là 0,05 đúng không đấy thì mình có thể đánh chữ 0,05 ở đây hoặc là mình kích vào cái tam giác này ở trên cũng thế nhá kích vào tam giác mình lựa chọn này đấy. thường là các thầy khuyên là gì là chúng ta chọn là 0,05 đúng không 0,05 thì tương đương tương ứng với lại cái mức là gì cái độ chính xác là 5 đấy đúng không đấy, đấy và cuối cùng chúng ta tính được ra cái cỡ mẫu đây là gì là 139 đúng không? nhắc lại nhé cái D này thì, thì theo kinh nghiệm nhé là từ 0,01 và đến tối đa là 0,1 đừng có ai lấy trên 0,1 nhé, Nên trên 0,1 thì cái 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 độ chính xác nó nó thấp quá, tức là cái cái mình chấp nhận cái sai số nó nó cao quá, đấy thì nó không thì ở trong nước thì có thể có thể được chấp nhận nhưng mà ra quốc tế thì sẽ sẽ khó khó được chấp nhận như đấy. Đấy là đấy là cái va chạm quốc tế tôi chia sẻ lại cho các bạn như vậy. Rồi. Và à, khi mà chúng ta tính xong rồi chúng ta lấy cái này và chúng ta dùng cái dùng cái công thức này đúng không? Công thức này và chúng ta khi mà chúng ta chúng ta phiên giải cái công thức này thì mình sẽ nói là gì? Là mình sẽ lấy là đây này mức mức độ tin cậy là 95% đúng không và cái giá trị ước đoán đúng không giá trị giá trị ước đoán ở trong cộng đồng này, này trong cái quần thể này là gì là 10% đúng không và mình dựa vào cái gì đấy mình dựa vào nghiên cứu trước hoặc là dựa vào vào một cái nghiên cứu thử nghiệm đúng không đấy. người ta cũng có cái lời khuyên là mình cũng có thể là nếu mà mình không biết những cái thông tin đấy thì mình có thể lấy là 50% phần năm đúng không đấy và đây là gì mình chấp nhận cái độ độ chính xác tuyệt đối là 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 0,05 tức là 5% đấy thì mình tính được ra cái cơ mẫu tối thiểu là 139 đấy, sau đấy thì mình có thể gọi là gì nhỉ ước uh, gọi là uh, hiệu chỉnh đối với lại cái, cái 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 tỷ lệ từ chối nữa đấy để để cuối cùng mình tính ra được cái cái cơ mẫu cuối cùng đấy. thì đấy là cách tính này mình chọn vào đây này sau đó kích vào estimate này đấy thì tính được, thì ra được cái bảng này Thế còn bạn nào mà muốn gọi là học hành, học tập đúng không? Thì nó có cái phần ví dụ này, mình nhìn thấy cái phần example này nhá. Example là ví dụ nhá. Khi mình kích vào đây một cái này, đấy, thì nó sẽ có cái phần giải thích, giải thích ở đây và nó có hai cái ví dụ ở đây. Thế mình kích vào cái ví dụ ở đây một cái thì mình sẽ thấy ở đây nó có cái đầu bài đúng không? Thế thì cái này thì chúng ta không sợ nhé tiếng Anh thì không sợ mình có thể copy cái phần này hoặc là chụp lại xong nó đưa vào Google dịch hoặc là mình dùng cái Google ống kính ấy, soi lên cái nó dịch hết cái này ra cho chúng ta biết là gì là cái nội dung này nó là cái gì đấy, đấy tức là họ nghiên cứu và họ muốn họ muốn làm nghiên cứu gì và các cái thông số là như thế nào và khi có với cái thông số này thì nó sẽ đưa vào trong cái công thức uh, lúc nãy như thế nào đấy mình sẽ kích vào cái phần e này nhé đấy thì chúng ta sẽ thấy là gì đấy, đối với trường hợp này là gì nó lấy cái, cái 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 ước tính của quần thể tỷ lệ ước tính của quần thể là 20% này độ chính xác tuyệt đối là là 0,05 này và nó tính được ra cơ mẫu là 246 đúng không? đấy đấy ví dụ hai nhá Đấy kích vào đây đấy. Đấy, thì nó sẽ ra được là 97. Thì tương tự như vậy tất cả các cái công thức mẫu ở đây thì nó đều nó đều có ví dụ và nó đều có cái phần ô như vậy nếu mà chúng ta tự tin thì chúng ta có thể điền các cái thông tin vào còn không thì mình có thể đọc cái phần ví dụ sau đó thì mình mình ứng dụng tức là mình mình xem xem là cái cái thực tế của mình như thế nào để sau đó mình linh động mình mình áp dụng vào đấy sao cho nó phù hợp với cái điều kiện của mình cái đấy là cái ý thứ nhất cái ý thứ hai đấy là chúng ta là những người mới làm nghiên cứu thì thường là chúng ta sẽ xác định một cái vấn đề gì đó trong quần thể thì chúng ta sẽ sử dụng cái công thức là 1.1 hoặc là 1.2 mình dùng một trong hai công thức này đều được hết nhé không không cái nào cũng được quan trọng nhất là chúng ta chúng ta tạo ra được cái uh, xác định được cái cái cỡ mẫu cho nó phù hợp với nghiên cứu của mình thôi đấy thì mình sẽ giả sử 1.2 nhé 1.2 thì nó có cái phần epsilon đấy đấy giả sử như tôi vào cái phần ví dụ này nhé để cho nó nhanh đấy, đấy mọi người sẽ thấy là gì nó có phần epsilon này đấy công thức này đấy công thức này đúng không thực ra nó vẫn là P nhân 1 trừ P sau đó chia cho epsilon nhân P tất cả bình phương nhưng mà chẳng qua là nó rút gọn cái P đi thôi thì cuối cùng nó còn là 1 trừ P nhân với epsilon bình phương nhân với P nhé thì hai công thức đấy đều như nhau chúng ta dùng chúng ta viết như thế nào cũng được chẳng qua nó là rút gọn thôi thì đấy là đấy là xác định tỷ lệ này thế còn nếu mà giả sử như bạn nào mà muốn làm nghiên cứu mà đối với biến liên tục biến liên tục thì các bạn sẽ cần phải sử dụng cái công thức là 7 này 7.1 này nếu mà bạn nào mà thấy nó nhanh quá thì có thể xem lại cái video này nhé nên đừng có quá lo lắng thì nó sẽ có ở trên cái kênh youtube của tôi đấy. Đấy, thì các bạn có thể xem lại estimate population mean này đấy. Đấy. chúng ta có thể kích vào đây để mình điền thông tin đấy, đúng không Thế nhưng mà bây giờ nó không còn nhiều thời gian nữa này là tôi sẽ kích vào Example này sau đó kích vào sample này đấy. đây là đầu bài nhé xong kích evaluate này để đây là cách nó đưa các cái thông tin vào đây này Đấy, và sau đó thì đây là công thức này đấy, công thức này đấy. rồi và các bạn cũng không quá lo lắng đâu nhé tí nữa tôi sẽ gửi cho các bạn cái cuốn sách cuốn sách nó giải thích từng cái công thức này đấy. có cuốn sách rồi đấy, nên là không phải lo đúng không đấy là đối với lại biến liên tục này thế còn đối với lại một cái loại nữa mà các bạn mới làm nghiên cứu thì cũng có khả năng làm đó là nghiên cứu bệnh chứng thì nếu mà các bạn mà làm nghiên cứu bệnh chứng thì các bạn sẽ sử dụng cái công thức là ở cái mục số 3 này tức là 3.1 này Đấy. dùng cái 95 phần trăm khoảng tin cậy nhé Thế còn nếu mà giữ trong trường hợp nào đó mà cái độ chính xác mà chúng ta không đòi hỏi cao thì chúng ta có thể chọn là 90 phần trăm còn không thì thường thì trong ngành y chúng ta lấy là 95 phần trăm đúng không Đấy. kích vào example nhé để xem nhé xem luôn này Đấy. 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 thì đây là cách người ta đưa đưa thông tin vào Đấy. P1 là gì P1 là cái phơi nhiễm ở trong cái nhóm bệnh và P2 là phơi nhiễm ở trong nhóm không bệnh đúng không? Chúng ta làm nghiên cứu bệnh chứng tức là gì? Là mình có một nhóm bệnh này và có một nhóm chứng này. Sau đó thì mình mình xác định xem là cái yếu tố phơi nhiễm ở trên nhóm bệnh và yếu tố phơi nhiễm ở trên nhóm chứng mà mình so sánh với nhau và sau đó thì mình tìm ra xem là cái vấn đề đó nó có liên quan đến cái bệnh hay không. Ví dụ như là chúng ta có hai nhóm. Một nhóm là ung thư, một nhóm là không ung thư. Sau đó thì chúng ta cùng tìm hiểu xem là hai cái nhóm đấy là cái tình hình hút thuốc nó như thế nào sau đó chúng ta sẽ so sánh với nhau và và sau đó thì có khả năng là mình sẽ phát hiện được ra là gì là những cái 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 nhóm ung thư đấy thì cái cái có liên quan đến cái việc là hút thuốc cái nhóm cái nhóm mà mà ung thư đấy thì hút thuốc nhiều hơn chẳng hạn kiểu kiểu như vậy đấy thì cái tư duy của nghiên cứu bệnh chứng nó là như vậy rồi thì đấy là đấy là liên quan đến một số các cái thiết kế nghiên cứu và những cái, cái cách tính cỡ mẫu mà nó liên quan nhất đối với lại những người mới làm nghiên cứu và đây là cái phần mềm mà tôi khuyến nghị các bạn nên sử dụng. Rồi. Xin chúc mừng bạn đã xem hết video này cùng với Vũ Duy Kiên. Để không bỏ lỡ các video tiếp theo, hãy đăng ký vào nút hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem các video tiếp theo ở phía bên tay trái hoặc bên tay phải. Hẹn gặp lại bạn ở trong các video tiếp theo của tôi.